bạn, ngày hôm nay mình sẽ đi theo cái đoàn Yamaha đi đến cái tỉnh Sóc Trăng các bạn, ở quốc lộ 1 ấp Tâm Xuyên, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, vô cái trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Đây là cái ngôi trường nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh Sóc Trăng các bạn, thì giờ mình đi vô trong đó thôi các bạn. Thì mình đang đi theo cái đoàn Yamaha để tổ chức. Thì trong cái đoàn này thì rất nhiều xe các bạn tham tất cả các lò bộ ở miền Nam các bạn, Đồng Tháp, Long An, nói chung là một số các câu lạc bộ của miền Nam thì do Yamaha tài trợ chương trình này nha các bạn. Thì một số phần quà thì bên Yamaha sẽ tài trợ hết. Chờ đứng vô trong coi các bạn. Cái này gọi là tay sách nách ma. Rồi các bạn, để mình đi vô trong các bạn thử tâm coi cái bé một coi cái tật của bên Sóc Trăng. Đây cái hành lang cái phòng khám tính. Đó bên em chỉnh này. Dạ. Cái dạ. Để các bạn rất là lâu các bạn. Em đây đang bị khuyết tật ở tỉnh Sóc Trăng các bạn, thì một số phần quà của Yamaha tài trợ thì hôm nay mình sẽ đi với đoàn của Yamaha thì tới phát số phần quà cho các bạn. Thank you.
kiếm tính kiếm thị thì rất là tội mà. Thì đây chút về kia tắm. Xuất phát.